Em à, xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em mình là một số loa rời nha, và có loa trợ lời ha, nó loa kèn, loa bát, phân tầng loa. Và bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết clip và em sẽ báo giá từng món một cho anh em mình tiện việc theo dõi và mua hàng nha. Đầu tiên đây thì em sẽ quay trước cho anh em mình là hai cái bộ phân tầng ha. Đó, hai bộ phân tầng này thì giá rất là tốt cho anh em mình sưu tầm về chơi. Thì hai cái bộ này á là em nhập về là cùng một chỗ phía bên kia, thì bên kia người ta sử dụng cái loa giải rộng anh em nha, loa giải rộng hoặc là loa toàn giải đồ á. Cho nên là người ta gỡ cái cuộn xeo bát ra rồi nha. Nó thì cái cuộn xeo bát đó là đã được gỡ ra, thì cái này anh em nào mình đang xài những cái loa mà loa toàn giải hoặc là loa giải rộng mà anh em mình xài ba đường tiếng á ha, nó thì anh em mình lấy về chơi nha. Thì khi mua hàng em sẽ đánh dấu cái đường bát trung chép hết cho anh em mình ha. Thì nó là zin ha, ngõ trung ngõ trép là zin và hoạt động tốt hết. Và cái ngõ bát á là bên mấy anh Tây mình đã gỡ cái xeo đồng ra rồi, cho nên là cái ngõ bát thì nó sẽ hát những cái loa giải rộng hoặc là toàn giải thì rất là hay nha. Cái này anh em nè mình về á, mình có thể lắp cuộn xeo đồng vô đây để mà mình xài lại bao quay bình thường cũng được nha. Thì cái bộ này thì em bán giá chỉ có 600 ngàn thôi nha, bộ này giá chỉ có 600 ngàn thôi. Ngõ trung và ngõ chép dùng bình thường ha, anh em mình về có thể dùng cho trung rời chép gờ đồ cũng đều được nha. Thì ở đây thì bo mạch thì có nói mấy chỗ này mà, tại vì nó bị cấn anh em nha, nó bị cấn có nói là mấy chỗ nè. Nói chung là dùng bình thường nha, không ảnh hưởng gì về chất âm hết nha. Rồi bộ này giá 600 ngàn ha, 600 ngàn bộ này thôi. Anh em mình mua về xài cho lo giải rộng và trung trép ha, đều được. Hoặc là anh em mình xài trung trép rồi thôi cũng được. Và cái bộ bên đây cũng vậy anh em à, bộ bên đây cũng y chang như vậy luôn nha. Bên mấy anh Tây cũng đã gỡ cái cuộn xe đồng của lo bát ra rồi nha. Không có cuộn xe đồng của lo bát thì nó sẽ đánh những cái lo giải rộng hoặc là lo toàn giải ngõ bát ha. Còn ngõ trung và ngõ chép là dùng bình thường nguyên zin ha, nguyên zin và hoạt động tốt anh em nha. Chỉ là có cái ngõ bát là bên mấy anh Tây mà anh xài lo giải rộng hay là toàn giải gì đó, anh gỡ cuộn xe đồng ra cho tiếng nó sáng thôi nha. Nó gỡ cuộn xe đồng ra thì tiếng nó sẽ sáng hơn đối với lại những cái lo toàn giải hoặc là giải rộng ha. Còn về ngõ trung và ngõ chép thì là nguyên bản chưa đồng chạm gì. Rồi cái bộ này thì khá là gấu nha, khá là gấu. Nó toàn bộ đây là một bộ ha, khá là gấu luôn. Bộ này giá là 800 ngàn nha, 800 ngàn. Rồi anh em mình có nhu cầu thì mình alo cho em ha. Và đây là một cái cặp kèn ha, cặp kèn này về đây mình lắp cho loa karaoke ha. Karaoke cặp kèn này cặp kèn của Toa sản xuất tại Nhật ha, loa 8 ohm này nha. Và họng của nó là họng vuông ha, họng vuông và họng thì cũng khá là đẹp. Con này thì có cái đường kính là 12 phân. 12 phân vuông anh em nha, 12 phân vuông ha, và họng của nó đây nha. Đó. Này về anh em mình lắp thùng loa karaoke ha, hoặc là anh em mình để phía bên trên lắp thùng loa như thế này để mà anh em mình hỗ trợ karaoke, đó, lấy thêm cái tiếng kèn nghe nhạc và karaoke đều được nha. Rồi. Cặp này thì giá là một cặp này giá là 1 triệu 8 anh em nha, cặp kèn này giá là 1 triệu 8 nha, cặp kèn của hãng To được sản xuất tại Nhật ha, giá là 1 triệu 800 ngàn. Anh em mình có nhu cầu thì mình alo cho em ha. Và phía bên trong này là có một cặp loa cube nha. Đó, anh em mình thường hay gọi là loa xí ngầu, loa cube. Thì đây thì nó có bao gồm là một cặp loa ha, cặp loa và bốn cái lưới như thế này nha, cặp loa và bốn cái lưới như thế này. Cái đời này hãng sử dụng là lưới sắt ha, lưới sắt thì nhìn rất là đẹp ha. Và lưới thì tổng cộng là bốn cái đây, anh em có thể xem bốn cái lưới ha, bốn cái lưới sắt thì em đã tháo sẵn ra đây cho anh em mình xem về bộ phận màng loa nha. Đây anh em nha, thì trên những cái mặt lưới này đều có những cái chữ boss hết nha. Thì mấy bữa nay em hơi cảm hay là hơi bị khan tiếng tí xíu, anh em mình thông cảm giùm em nha. Đó, bị cảm mấy bữa nay chưa có hết khan tiếng nữa. Rồi tổng cộng con này đời này là mỗi một cái loa là hãng sẽ có một cái tem boss nha, nó đều có một cái tem boss như thế này hết. Cái này là tem zin ha, tem zin và lưới zin hết luôn nha, lưới là lưới bằng sắt ha, lưới bằng sắt. Đó, và cái hộp này, cái thùng này á, cái thùng này là nó bằng nhôm nha, cái thùng này là nó bằng nhôm ha, gọi giữ mắt lạnh anh em. Đời này thì hãng sử dụng cái thùng bằng nhôm, nhìn nó rất là đẹp luôn. Và bên trong thì nó sử dụng là bốn con loa toàn giải trên một cặp này nha. Đó, mỗi một bên là nó hai loa toàn giải như thế này ha, hai loa toàn giải như thế này. Thì loa toàn giải đây là nó cho cái tiếng rất là sáng nha, cái đời này thì tiếng sáng em nha, đời Cube này thì tiếng rất là sáng luôn. Anh em mình trả lời nghe nhạc và karaoke đều rất là tuyệt vời. Đây anh em nha, bốn màn loa đều còn cực kỳ đẹp và mới ha. Đó, nó có đời là có râu, có đời là không râu, nó cũng là nguyên zin hết của hãng nha. Hãng Boss thì người ta sản xuất những cái dòng này khá là nhiều. Đây anh em có thể xem tổng thể về tất cả các mặt loa ha. Nó và đây là bộ phận ở phía thùng ha, thùng loa, thùng này được làm bằng nhôm nha, thùng này là bằng nhôm và thùng còn rất là đẹp luôn nha, thùng rất là đẹp luôn. Anh em có thể xem tổng thể đây ở phía mặt sau ha. Phía mặt sau thì nó sẽ có trạm loa ha, và trên đây là Boss ha, có một cái tem Boss trên này nữa nha. Nó đời đời 501 dắt ha, hàng USA xịn anh em nha. Đó, bên em thì chỉ bán Boss xịn thôi. Rồi cái cặp này tình trạng là zin đẹp nha, zin đẹp, giá là 2 triệu rưỡi nha, 2 triệu rưỡi cặp này. Đời này là đời tiếng sáng nha, anh em mình đang cần tìm một cặp loa Cube về để mà trả lời nghe nhạc và karaoke mà cần cái tiếng sáng á, tiếng loại rõ ràng, tiếng sáng á thì mình lấy cặp này. Đó, nó sử dụng bốn củ loa toàn giải trên một cặp loa này nha, cho nên là tiếng cực kỳ phê luôn. Rồi, 2 triệu rưỡi cặp này anh em nha. Và phía bên trong này là một cái cặp loa
Bioner nha. Bioner con này là đời không gân ha, không gân. Đó, con này thì có đường kính đo vành tròn á, là em nó được 13 phân rưỡi nha, 13 phân rưỡi và được đường kính phủ ngoài luôn á ha, phủ ngoài luôn là 15 phân nha, 15 phân. Và con này thì được trang bị một cái màng màu bạc bạc rất là đẹp ha, và trên nón lo thì nó có trang bị một cái miếng lưới gì ở đây anh em nha, nó nguyên zin của hãng người ta làm ha. Và đời này là đời không có gân nha, anh em mình nhìn là không có gân, cái lo này đánh nhìn nó rất là thích mắt luôn anh em. Đó, không có gân nha, đời nguyên bản. Và những cái keo này là keo zin hết của hãng nha, keo zin hết của hãng. Và bộ phận phía bên trong đây là sử dụng hai nhện nha, anh em mình thấy nè ha, hai nhện và thấy cái con phía bên trong luôn nha, lon nguyên bản ha, xương là xương đỏ và củ từ củ đít lòi nha, củ đít lòi. Và đây là tổng thể về hai cái nha, hai cái anh em có thể xem đây, và phía bên trong con lo ha và màng lo đó. Rồi thì cái cặp này giá là 1,2 triệu nha, giá là 1,2 triệu cho anh em mình ha. Lo Bioner sản xuất tại Nhật nha, lo hai nhện không gân ha, màng màu xám xám màu bạc bạc rất là đẹp anh em ạ. À, 1,2 triệu cặp này nha. Và cuối cùng đây là một cái cặp lo bát của Bioner nha, có model là BWA30 ha. Lo này thì là lo bát ha, hàng được sản xuất tại Nhật anh em nha. Lo thì 8 ohm 30W mát 60W nha. Đây là dòng lo nghe nhạc anh em nha, dòng lo nghe nhạc của Bioner. Dải trầm con này xuống rất là mềm, rất là sâu nha. Đó, dải trầm con này xuống rất là sâu. Dòng này là dòng nhìn nó rất là gấu anh em nha, cũ cực kỳ to và gấu luôn, nhưng mà nó là dòng nghe nhạc ha, dòng nghe nhạc chuyên Nhật vàng, hàng được sản xuất tại Nhật nha. Xương là xương gan đúc ha. Cặp này giá là 2 triệu tư nha, giá là 2 triệu tư. Lo nguyên zin hết nha, màn nhện con nguyên zin hết. Giá này thì nó tầm nửa giá cặp đẹp lần trước em bán anh em ạ. Lần trước em có bán cặp đẹp là 4 triệu 8 á. Cặp đó em đăng lên á thì được anh em mình chốt rất là lẹ, và sau đó có khá là nhiều anh em mình hỏi nhưng mà không có hàng nha. Đó là cặp đẹp 4 triệu 8 nha. Cặp này thì hôm nay giá thì chỉ có 2 triệu tư thôi nha. Cặp này giá là 2 triệu tư thôi. Màn nhện con là nguyên zin nha, nhưng mà anh em mình thấy cái màn thì nó có hơi nhăn nhẹ nha, hơi nhăn nhẹ ở đây anh em mình thấy ha. Đây bên đây cũng có anh em nha, hơi nhăn nhẹn tí xíu nha, như tất cả trên video em đang quay đây thì anh em mình xem qua màn ảnh thì anh em mình sẽ thấy ha. Đó. Cặp này thì em bán nửa giá thôi ha, nửa giá thôi. Giá này thì nói chung là anh em mình mua chơi thì cực kỳ là ok rồi nha. Đó. Đấy, nói chung là nhìn nó cũng còn khá là đẹp ha, và hoạt động tốt nha, đánh tốt bình thường nha, không có con gì hết anh em nha. Em đã test ngon lành hết rồi, chỉ hơi nhăn nhẹn tí xíu thôi ha. Và về bên bộ phận con lo là con nguyên bản hết ha. Đó. Con là con nguyên zin, hoạt động tốt nha. Rồi, và cái bên đây đây anh em có thể xem ha, đó keo chỉ đó là nguyên zin ha, nguyên zin nguyên bản 100% hoạt động tốt. Thì cái cặp này á là ngay chỗ cái tay chỗ này nè em, hàng lúc mà bên kia về là em đã thấy rồi, nó có cái dấu nứt rồi anh em nha. Đó, bên kia người ta dán nè. Đó, thì nói chung là em cầm thì nó cũng khá là cứng cáp anh em, nên em cầm vậy thì nó cũng không có gãy luôn nữa, em không biết là có đứt lìa hay không nha, nhưng mà hàng từ bên kia về á đã thấy nó bị như vậy rồi, nhưng mà em cầm thì như thế này luôn, dở lên một tay vậy. Đó, nói chung là giải vừa phải vậy thì nó không sao hết trơn rồi anh em nha. Cái này về nếu mà anh em mình bắt thùng thì cũng ok bình thường thôi ha. Đây, đó. Thì cái này là bị bên từ mấy anh Tây nha, từ với mấy anh Tây là về em đã thấy cái dấu này rồi, không biết nó rạn sơn hay là nó bị nứt nữa nha, thì em không biết ha. Nhưng mà em cầm thì cũng khá là cứng cáp đó. Nói chung là cặp này thì em bán chỉ có nửa giá thôi nha. Đó, đây, anh em mình về thì anh em mình bắt ốc chỗ này anh em mình nương nương tí là được rồi. Còn hiện tại em cầm lên vậy thì nó cũng không rớt, nhưng mà cầm mạnh hơn thì em không biết sao nha. Tại này vừa từ bên tay mà nó dán lại rồi, về em đã thấy rồi nha. Đó. Lúc nhập hàng em cũng không có để ý nữa này, mà cặp này em bán lỗ nha. Bán xả lỗ, cặp này em bán chỉ có 2 triệu tư thôi. Đó, rẻ gấp đôi luôn ha, nửa giá luôn. Anh em mình có nhu cầu thì mình alo cho em. Lo là nguyên bản và hạt tốt nha. Dòng này chuyên nhập vàng ha, nhập vàng rất là hay. Đó. Bioner BWA30 ha. Rồi, và clip em xin được kết thúc tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo nha.